Lisa Blackpink luôn được fan cưng như trứng và đây là lý do. Là một trong những ngôi sao K-pop nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, thế nhưng Lisa chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo mà ngược lại, cô luôn dịu dàng và quan tâm đến mọi người xung quanh. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016 cho đến nay, Lisa chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng cả về tài năng, nhan sắc hay tính cách. Em út nhóm Blackpink luôn được những lời khen ngợi từ phía công chúng nhờ những hành động tốt bụng và đầy tinh tế của mình. Từng cử chỉ biểu cảm của Lisa đều vô cùng sâu sắc và thể hiện rõ sự quan tâm của cô đến những người xung quanh. Lisa đã có cơ hội cùng với V, BTS và nam diễn viên nổi tiếng Park Bo Gum tham dự một sự kiện thời trang của thương hiệu Celine tại Paris. Dù cả ba đều là những ngôi sao nổi tiếng, ở trời Tây tên tuổi của Park Bo Gum lại không được biết đến nhiều như hai người đồng nghiệp của mình. Do đó, nhiều phóng viên đã bỏ qua Park Bo Gum và chỉ chạy theo Lisa và V. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lisa, người không bao giờ bỏ quên tiền bối của mình. Mỗi khi nữ thần tượng được yêu cầu di chuyển, cô đều quay lại quan sát và chọn vị trí ở gần Park Bo Gum để nam diễn viên không cảm thấy mình bị bỏ rơi. Những tương tác dễ thương của cô cùng Park Bo Gum nhanh chóng gây sốt và trở thành chủ đề được bàn tán trên các trang mạng xã hội. Trước đây, khi nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc bị chỉ trích vì các bài đăng quảng cáo trên Instagram, Lisa lại được người hâm mộ nhắc đến như một ví dụ tương phản. Được biết, vào thời điểm đó, nữ thần tượng đã đăng một bức ảnh chụp cùng với chiếc túi Celine và thêm hashtag Celine để làm người hâm mộ biết cô được tài trợ cho bài đăng này. Khi ra mắt solo với La Lisa, Lisa cũng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi lồng ghép văn hóa Thái Lan vào MV của mình. Trong MV, Lisa trông như một nữ hoàng quyến rũ khi diện trang phục truyền thống của Thái Lan. Sống và làm việc tại Hàn Quốc với tư cách là một thần tượng K-pop, Lisa luôn thể hiện niềm tự hào về đất nước quê hương của mình. Xuất hiện trong chương trình Sống Còn Used With You với vai trò cố vấn, Lisa đã dành sự quan tâm chú ý đến từng thực tập sinh. Khi phát hiện ra một thí sinh xa quê hương 10 năm nhưng vẫn chưa gặt hái được thành công, Lisa đã rơi nước mắt vì thấu hiểu những khó khăn khi phải tự mình theo đuổi ước mơ. Để khích lệ tinh thần của các thực tập sinh, Lisa đã viết một bức thư kể về những khó khăn mà cô từng trải qua, cùng với đó là những lời động viên cổ vũ chân thành. Ngoài tài năng, với sự chân thành và ấm áp của mình, Lisa đã hoàn toàn chinh phục được khán giả. Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin về sức ảnh hưởng của Lisa sau khi nữ ca sĩ xuất hiện ở show thời trang do thương hiệu Celine tổ chức với tư cách đại sứ toàn cầu. Những hình ảnh video ghi lại sự kiện cho thấy hàng trăm người hâm mộ tụ tập quanh địa điểm để chờ gặp Lisa. Đồng thời, trên các nền tảng mạng xã hội, loạt hashtag liên quan đến Lisa lọt vào danh sách từ khóa xu hướng được tìm kiếm và đề cập nhiều nhất thế giới. Nhờ vậy, nữ ca sĩ phá vỡ kỷ lục và vươn lên thành nghệ sĩ solo người châu Á được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter trong năm 2022. All K-pop cho biết trong số nghệ sĩ tham dự sự kiện lần này, Lisa là ngôi sao được công chúng nhắc tên nhiều nhất. Khoảng 30 triệu bài đăng đến kèm hashtag liên quan đến cô. Từ khóa chính, Lisa is Celine đạt hơn 7 triệu lượt đề cập. Trên TikTok, Lisa is Celine trở thành hashtag có nhiều lượt xem nhất trong lịch sử hãng thời trang, chạm mốc hơn 75,4 triệu lượt xem. Nhiều đơn vị truyền thông quốc tế như Paper Magazine, Hollywood Fit, Fashion Labs, Elle Thái Lan đưa tin về số lượng lớn khán giả chờ đợi Lisa ở lối vào và ra của sự kiện. Chứng kiến sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Lisa, người hâm mộ nữ ca sĩ trích dẫn lại lời nhận xét Fashion Network viết về cô trong năm 2020. Khi Lisa, nữ hoàng K-pop và đại sứ Celine kể từ năm 2020 xuất hiện, đám đông bên ngoài trở nên phấn khích, liên tục la hét và cố gắng vượt qua rào chắn. Ngoài ra, công chúng càng thêm yêu mến Lisa. Sau khi chứng kiến nữ ca sĩ dành thời gian ký tặng người hâm mộ, lịch sự yêu cầu tài xế giảm tốc độ lái xe để có thể vẫy tay chào tạm biệt fan.